Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa hè năm 2023 tại miền Bắc, nắng nóng sẽ xảy ra nhiều hơn và gay gắt hơn năm 2022. Có những thời điểm trong ngày, nắng nóng gây quá tải cục bộ cho hệ thống điện trên khu vực miền Bắc, làm tăng nguy cơ sự cố gây mất điện diện rộng. Trong bối cảnh hệ thống điện vẫn gặp nhiều khó khăn, công tác tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải là giải pháp quan trọng, nhất là mùa nắng nóng năm 2023 đang đến gần. Tại miền Bắc, hệ thống điện lực miền Bắc, bao gồm cả thành phố Hà Nội, đã trở thành hệ thống điện lớn nhất ba miền với mức công suất cực đại đạt 22,3 GW và sản lượng đạt trên 100 tỷ kWh vào năm 2022. Việc cung cấp điện tại miền Bắc trong các năm tới dự kiến rất khó khăn do nhu cầu sử dụng điện có xu hướng tăng nhanh hơn các vùng miền khác, đặc biệt là trong các ngày cao điểm mùa nắng nóng, phụ tải điện có xu hướng tăng cao đột biến, trong khi các nguồn thủy điện và nhiệt điện đều bị giới hạn công suất khả dụng. Mặt khác, tại miền Bắc có khoảng 3.000 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, chiếm tỷ trọng lớn về sử dụng điện của nền kinh tế. Trong khi đó, ngành điện nói chung và Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN-MPC nói riêng cũng đang chịu áp lực lớn về tài chính do nhiên liệu đầu vào cho sản xuất điện tăng cao vì tác động hậu COVID-19 cũng như cuộc xung đột Nga-Ukraine và các yếu tố khác. Trong điều kiện vô cùng khó khăn đó, bằng nhiều giải pháp linh hoạt và thích ứng với tình hình trong nước và quốc tế, EVN-MPC vẫn đảm bảo tốt nhiệm vụ cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh thành phố ở miền Bắc với sản lượng điện thương phẩm năm 2022 đạt 86,5 tỷ kWh, lớn nhất trong năm tổng công ty phân phối thuộc EVN, góp phần quan trọng cùng các doanh nghiệp hồi phục sản xuất sau đại dịch. Đồng thời, tiếp tục đầu tư đưa điện lưới quốc gia đến vùng sâu, vùng xa, hoàn thiện hạ tầng điện nông thôn. Đặc điểm cung cấp điện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc thì hàng năm cứ vào cái mùa hè nắng nóng thì bao giờ cũng là cái trào lưu công suất lên rất là cao. Chính vì vậy là hàng năm thì Tổng công ty cũng luôn luôn đảm bảo cái phương án cung cấp điện cho mùa hè nắng nóng. Thế và với cái dự báo thì khu vực miền Bắc thì công suất đỉnh có thể tăng lên từ 5 đến 15% trong những giờ cao điểm. Chính vì thế mà đảm bảo điều tiết giữa cung và cầu trong lúc giờ cao điểm là cái nhiệm vụ hết sức quan trọng của Tổng miền Bắc. Và chúng tôi cũng mời và cũng chia sẻ làm việc cùng với khách hàng công nghiệp để cắt giảm và sản xuất kinh doanh trong giờ cao điểm. Theo Bộ Công Thương, nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng nói chung và điện nói riêng, tăng sức cạnh tranh cho nền kinh tế, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu phụ tải giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong giai đoạn 2020-2025, cả nước phải phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ, phấn đấu giảm 1.000 MW phụ tải đỉnh vào năm 2025 và 2.000 MW vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu nêu trên, ngoài nỗ lực của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam rất cần sự vào cuộc của các bộ, ban, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, của các khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là khách hàng sử dụng điện lớn trong việc phối hợp với ngành điện. Là một trong những khách hàng tiêu thụ điện lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, doanh nghiệp này cho biết đã phối hợp với Công ty Điện lực Thanh Hóa để thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải. Từ năm 2019 đến năm 2021, doanh nghiệp đã tham gia tiết giảm 105 MW. Đặc biệt, trong năm 2022, doanh nghiệp đã thực hiện tiết giảm đến 80 MW vào các khung giờ cao điểm nắng nóng. Luôn luôn đồng hành cùng với Điện lực Thanh Hóa, cùng với EVN để chúng tôi chọn một cái giải pháp để tiết kiệm được cái năng lượng trong các giờ cao điểm, cũng khung giờ cao điểm cũng như là khi mà cần thiết phải DA trong thời gian khẩn cấp. Mỗi tháng chúng tôi bình quân là tiết kiệm điện được khoảng từ 2 đến 3 tỷ so với giá tiêu chuẩn, và một năm thì có thể từ 30 đến 35 tỷ giá tiết kiệm điện. Một doanh nghiệp khác cũng có mức tiêu thụ điện rất lớn tại thành phố Hải Phòng với hơn 43 triệu kWh một năm. Trong thời gian qua, doanh nghiệp này đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ về quản lý và kỹ thuật để sử dụng điện tiết kiệm, giúp tiết kiệm nhiều tỷ đồng. Khi chúng tôi tham gia vào cái chương trình tiết giảm năng lượng của ngành điện nói chung đấy, thì thứ nhất là chúng tôi đạt được cái mức định mức về suất tiêu hao năng lượng cho một đơn vị sản phẩm, và từ đó góp phần tiết kiệm để giảm cái chi phí. Giảm chi phí thì giảm giá thành và mang lại cái hiệu quả rất là lớn cho công ty. Chính vì nhờ những cái kết quả sự phối hợp về tiết giảm năng lượng của ngành điện thì chúng tôi cũng đã giảm được chi phí và đẩy mạnh cái hiệu quả sản xuất.
Để việc thực hiện tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải DIA tốt, đảm bảo cung ứng điện ổn định trong mùa nắng nóng năm nay, EVN-MPC cho biết sẽ mở rộng đối tượng tham gia điều chỉnh phi thương mại theo hướng không phân biệt ngành nghề mà tập trung vào các khách hàng có sử dụng công suất và khung giờ từ 12 giờ đến 15 giờ, 20 giờ đến 23 giờ. Tiếp tục thường xuyên đánh giá khả năng thực hiện DIA trong EVN-MPC, làm tốt công tác vận động khách hàng để có tỷ lệ ký thỏa thuận DIA phi thương mại cao trên 97%. Đặc biệt, EVN-MPC sẽ báo cáo Bộ Công Thương để sớm có cơ chế tài chính cho việc thực hiện DIA, hoàn thiện các chính sách DIA, sớm có hướng dẫn chi tiết để thực hiện khuyến khích khách hàng tham gia DIA phi thương mại.